Nó gồ lên. Rồi bị bao lâu à? Rồi năm sinh năm nay là ok. Rồi T23 rồi. Sao nữa? Chân mặt chân nó đây. Rồi dần chân dây. Rồi đi bấm mệt là mỗi hai người nói nhiều ha. Rồi cái tay có tê không? Tay thì cũng dài, không tê. Không có tê lắm. À, rồi đứng dậy đi. Rồi bỏ bớt chiếc áo ra đi coi sau lưng mày coi nó gồ cái nào. Rồi. Anh cúi lại xuống chút đó. Thôi chị hơi gồ cái này chút đi. Nè, nhìn nè. Nè. Ha. Cái này là C7 D1. Đi nay gì cái đó. Rồi. Cái nhóm hỗ trợ là nay là ai vậy? Có 3 người ạ. 2 3 người. Cứ về đi, cứ về. Rồi quay lưng lại. Rồi, dỡ cái này tay ra sau, cao lên. Rồi tới đó rồi. Wow. Thấy nó nhướng liền phải không? Vướng mà cùi lưng. Ok, ngồi xuống. Cúi cùi lưng luôn. Cái tay này. Vẹo vai. Cái này ok không? Ha, bị cái bên tay bên phải. Mà cái vai anh bị vẹo luôn á. Vẹo luôn. Rồi, ai vũ tay được? Xích ra chút xíu. Đó. Rồi, vũ coi. Anh bỏ đồng hồ, bỏ đồ xuống ống, đồng túi ra hết. Rồi, lên đây một vũ bị đủ thứ, vũ khí. Chiến đấu mà thôi gọi, khỏi gồm để quý. Phải vũ mạnh lên. Làm cho nó mạnh em. Rồi, có này làm thứ có khá hơn không? Rồi, mà làm giống như là tiểu thư mà vuốt đi. Đó, khá lên chút đó. Mình gặp mạnh lên tí nữa. Rồi, xuống luôn. Ông kia lại làm thử coi. Rồi, hai bà xuống đi. Rồi, cái điều này thôi. Rồi, ngồi xuống hai bà. Để chút xíu bà đậu ốm ốm được. Làm thử coi. Rồi. Rồi, để cái tay vô coi. Rồi. Mềm. Rồi. Mềm, rồi. Mà tay không còn. Không, không còn. Rồi, dẫn cái này trước. Rồi, vũ cái này. Mềm, đó, đúng được rồi đó. Mềm, ok xong rồi, qua đây. Rồi, rủ. Cái tay phải mềm như cành liễu vậy. Đó. Ra. Chữ gồng. Đó. Được. Rồi bây giờ bấm mang kia. Rồi mềm tay. Liễu. Giật. Liễu. Giật. Không. Nằm lên. Là kéo tay vào luôn đi đấy. À, quên. Nâng tay đã. Nâng vai đã. Đầu cái cụ chỏ lên đi. Quên nữa. Xin lên là giúp dân kẹp em. Rồi, làm đi. Rồi. Đây này phải lên chỉ là phải lên này nắm giờ đi rồi phải kéo đừng ngưng đừng giật liền kéo sau lên rồi bắt buộc mới giật đúng rồi kéo cho nó căng vô rồi bắt buộc mới giật rồi kéo sát vô ok quay lại cái tay sẽ kiểm tra được này kiểm tra cái tay tôi đỡ chưa quay lưng quay lưng đi đó rồi dòng tay lại quay lưng lại anh ơi quay lưng lại đây rồi dòng tay lại đưa cái tay lên có đưa lên ở dưới đưa lên tầm đưa từ tay đỡ chưa rồi đỡ khá hơn rồi tay kia đổ tay kia quay lại khá hơn chút rồi bây giờ nằm nửa cổ rồi còn hơn mỏi anh nhưng mà nãy vũ là thấy là
là đỡ được ha. Đây nè, nhìn là mềm nè. Khi mà vũ á, là nhìn cái tay nè, mềm nè, thấy không? Chịu rồi đó. Mà thầy chịu lúc thôi, ai chịu cho cha. Rồi tốt rồi. Rồi, là đứng lại coi. Ủa rõ. Bây giờ mới giọng mới kêu rồi. Ủa là cái người bay bay lên luôn rồi, vũ tay lần coi. À, đỡ thầy. Rồi gần ra lại coi. Gần lên. Thôi, ngon lành. Ngon lành trước. Thầy ra kêu. Rồi, giấc mông lên. Rồi, qua hai chân rồi. Ai đi ngồi, thể dục em ngồi ghế. Rồi, em kiếm thức coi. Coi làm ăn ra sao rồi. Mấy cái trường hợp như này em kiếm cực lực. Rồi, mềm nha, thả lỏng ra gì cứ gồng nha. Rồi, thả gồng ra coi như nó bị đầy tiêu rồi. Kiếm đầu vậy đó. Rồi, thẳng cổ ra. Úi dù. Thôi được rồi. Được, bây giờ ông, ông đủ chết rồi. Rồi, rồi ngồi vậy đi. Bóp mạnh vô. Cuộc đời thấy lên mây liền ha. Tự nhiên gặp thấy chị Hằng đúng không? Rồi. Sao vậy? Đâu, bởi đây đâu. Rồi thả ra. Rồi nằm xuống đi. Rồi biết giờ cũng thích nó đi. Ngồi đi, ngồi đi. Đây là đợi chỉnh dùm với cái chân cái. Không rồi. Đừng có ghi tiếng. Rồi mềm mềm cổ ra. Đó, cổ ra mềm. Không dở cao lên. Không phải. Hồi nãy là đi kéo lên. Kéo cả cái cuộc sống. Thứ nhất cái này là kéo cổ. Rồi, tiếp về đi. Lại cho mạnh lên, thanh niên kỳ cục này là quay phim là coi cục này mới mất kìa nè. Đấy. Đây. Thấy chưa, cái cục này hết rồi, thấy chưa? Là hết cái cục rồi. Đấy, rồi ông sợ lại cái cục có còn không? Ủa, hết rồi nè. Ôi, trời ơi. Rồi, vậy thôi. Ba phiền muộn cái hết nè. Ok, được rồi, thì được rồi. Nhưng mà ráng học cho đầy đủ ngày. Dạ, dạ, có. Rồi đừng có trốn nha. Không, trốn. Rồi, tới rồi luôn thấy mất, thôi về nghỉ luôn. Thôi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.